Em Hoa Lan Thanh Mai 98 xin mến chào tất cả các bác yêu mến Hoa Lan ạ. Thế buổi sáng hôm nay tiếp tục lên hoàng nhạn các nhá. Hoàng nhạn, đai châu, đuôi chuồn, đuôi cáo, tam bảo tất cả là dòng đang nụ các nhá. À có châu là không có nụ các bác nhá. Nhầm. Rất là nhiều nụ các nhá, hàng thuần mấy năm rồi. Các nào muốn sử dụng trà ngon sạch các bác nhá, ngon sạch bổ rẻ, chuẩn đất trà Tân Cương các bác nhá, sẽ có mức giá thấp nhất là 250k 1 kg trở lên các bác nhá. Là cái dòng trà mốc câu là 250 trở lên các bác nhá. Tuyệt vời lắm. Bác nào mà chưa được uống cái vị trà chuẩn của đất trà Tân Cương thì alo cho em nhé. Số điện thoại đặt hàng là 0372094157. Đăng ký Hoa Lan Thanh Mai 98 để theo dõi những video trực tiếp nha cô chú bác anh chị. Đầu tiên em sẽ lên một giò hoàng nhạn đây. À, tất cả là hoàng nhạn nhá. Các bác tránh hỏi em là nhạn gì. Và nhạn này là nhạn rừng các bác nhá, đã thuần. Hoa rất thơm và đẹp. Thuần rất là lâu rồi, thuần kiểu này là thuần ăn nắng ăn mưa không chăm các bác ạ. Chăm một cây nó vẫn rất là đẹp bác nhá, công nhận đấy. Cái này cô chú bác anh chị lên giúp em là gấu 1 nhá. Gấu 1 này em đếm mồi 6 cái nụ cơ. 1, 2, 3, 4 ngọn to. 4 ngọn to các bác nhá. Đây này, lá còn mít mít này, chẳng qua là mình không cho nó ăn đấy. 1, 2, 3, 4 cái ngọn bé các bác nhá, 4 cái ngọn bé. Chậu này gấu 1, cô chú bác anh chị lên giúp em giá là 700. Gấu 1 giá là 700 các bác nha. Còn này em bị sót này. Hôm qua lên quên. Ui, cây này lá mít các nha. Cây này hai nụ luôn này. Cây này cái lá to nhất là được 4,5 cm các bác nha. Đẹp lắm. Có đói thôi mà lá nó to thế các bác ạ. Nó là dòng mít đấy. Chậu này cũng được vào 1, 2, 3, 4. 5 6 8 cái nụ các bác nha. Em đếm hết tất cả các ngọn là được 8 nụ. Chậu gấu 2 này. Cây này nó thân dừa các bác này, năm nào nó cũng hoa này. Thân dừa cây này các bác mà muốn nó đẻ con đơn giản lắm. Đây này. Về các bác bỏ nhiều phân trâu vào hoặc là phân trùn quế vào hoặc là phân dê vào, bỏ nhiều trên này vào nha. Cho nó tốt, nó đói ăn đấy. Đây chậu này các bác nha, đẹp lắm này các bác này. Đấy. Cây con này, nụ này. Đấy. Chậu này được một cái mít đẹp. Chậu này em lên giá là 800 các bác nha, 800. Có cây mít rất là đẹp, 800. Đấy, hôm nay là hết nhạn rồi đấy các bác ạ. Hết những chậu nhạn này rồi đấy. Số 3 này. Ồ, 1 này. Hầu như cây nào cũng có nụ bác nha. 2 này. 3 này. 4 này. 6 nụ gốc nha. Chậu này là trước mắt này em thấy 6 nụ. 1 2 3 4 5 6 ngọn to. Và đây hai cái ngọn bé các bác nha. 6 ngọn to đây hai cái ngọn bé. Đây chậu này rất là đẹp các bác nha, chậu gấu 3. Gấu 3 các bác lên xem là 750 nhá. Gấu 3 là 750. Được rồi, sẽ béo. Gấu 3 là 750 cô chú bác anh chị nha. 750 gấu 3. Gấu 4 các nhá. Thẳng. Đấy. Bắt nó thẳng là nó phải thẳng. Gấu 4 coi nhá, cũng đang nứt nụ các bác nha. Chậu này thì lại mới nứt thì chưa thấy dài. Gấu 4 này là 550k các bác nha, 3 cây. Này là chậu đất các bác nhá, nặng lắm. Em thấy được hai cái nụ thôi các bác nha, mỗi cây một nụ gấu 5. Một cây một nụ nung ninh lắm các bác. Đây ạ. Gấu 5 em lên là 500 các bác nhá, hai thân. Gấu 5 là 500, đẹp không? Hoàng nhạn chậu này mới đẹp này. Đây. Cái lá này nó bị cháy mất một ít. Gấu 6 các bác nha. Ồ. Cành trước chưa thấy nụ các bác nha. Chắc nó chưa ra đấy. Cành sau 2 nụ. Gấu 6 2 cây đều nhau chậm chậm luôn các bác nha. 550. Gấu 6 là 5. Gấu 7 các bác nha. Gấu 7 em lên cho các bác là cái cây nhạn lai tam bảo. Nó ra được hai cái nụ rồi. Cây to các bác nha, cây bé chưa thấy ra. Cây to này, cao lắm các bác ạ. Cái này về các bác, thực sự là các bác ghép lại chứ ghép chậu như này nó không đẹp ạ. Các bác ghép, có thể là các bác ghép lũa. Ghép một thân, ghép lũa. Đấy, tách thân này ra. Hoặc các bác ghép thân này lên, cuốn vào cái thân mẹ con này, thân to này. Đấy, các bác ghép làm sao cho nó đẹp nha. Chứ cái dòng này hoa nó đẹp lắm. Em thấy nó đứng, nó phải nói là thơm nhất trong các dòng hoa lan dân thân ấy. Em thấy nó thơm hơn nhạn. Đây nó hai nụ các bác nha, trước mắt là được hai nụ này.
Bây giờ chưa các bác mua ra nụ chưa? Ở nhà em thấy là một số ra rồi đây này. Toàn bộ là nó ra tự nhiên đấy. Đây chậu này bác nào lấy nha, 280.000. 280.000 ạ. Hai cây nhá, 280. Chậu này số 2 này. Số 2. Em xem nào. Tại năm nay nụ nó bói cho nên là số 2 một nụ các bác nhá, một nụ. Cây này nó mất ngọn này, nó ra cây con này. Con nó lớn nhanh lắm đấy. Đây ạ, à, cũng 280 nhá. Các bác lấy chậu nào đấy. À không, chậu này em lên là 200 250 thôi nhá. Cái cây kia nó được 2 cây cơ, cây này nó một cây rồi. Chậu này 250 nhá. Đồ đẹp lắm. Còn một giò. Đây ạ, à, châu các bác nhá. Châu châu Thái các bác nhá. Cái này châu Thái đỏ đốm này. Đỏ đốm, cây này màu gì quên này. Cây sau màu gì em chả nhớ nữa. Cây trước đỏ đốm các bác nhá. Hai cây xếp này. Cái này là hàng em thuần lâu rồi các bác nhá. Đây này. Về các bác cứ treo chơi thôi. Chậu này em lên giá là 450.000 các bác nhá. Đây châu số 1 là 450. Đây châu số 2 đỏ các bác này, mít này, mít đẹp nha, thuần lâu rồi các bác nhá, dễ này. Đỏ với trắng. Đây sâu châu số 2 là 500 các bác nhá, 500. Đây châu số 3. Cái này cũng là Thái các bác nhá, Thái thuần. Cái này đỏ đốm với lại tím đốm. Đây châu số 3 các bác này. Đây ạ, à, bộ rễ này, kinh không. Số 3 này em lên là 350 các bác nhá, 350 mẻ này. Đây ạ. À, gỗ nha. Dưới là một mẹ một con. Chậu này em lên là 750 các bác nhá, 750.